Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ của bên mình là số 6 xẹt 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp nha. Anh em nào có nhu cầu muốn mua điện thoại bên mình á thì gọi điện thoại trực tiếp hoặc có thể nhắn tin qua bên Zalo. Bên mình có trang fanpage là Trịnh Văn Mobile luôn. Anh em có thể nhắn tin trên Facebook hoặc là Zalo, gọi điện thoại trực tiếp cũng được nha mọi người. Bên mình thì có nhận giao lưu trao đổi luôn. Anh em nào có nhu cầu mà không muốn bán á, mà muốn á, lên đời máy á, thì anh em cứ xách máy qua nha. Bên mình sẽ tính cho anh em mức giá phù hợp nhất để anh em có thể giao lưu đổi máy được nha. Bên mình bán hàng thì sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng nha, hầu như là 90% bên mình là bán là 3 tháng nha. Có những cây thì bên mình sẽ bảo hành thấp hơn tùy theo máy nha mọi người. Nếu mà bảo hành thấp hơn thì bên mình sẽ bán cái giá khác nha. Anh em ở tỉnh thì bên mình có hình thức là ship code luôn. Anh em nhận hàng test máy ok anh em nhận. Bên mình thì chính sách bảo hành là lỗi một đổi một nha. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng nha. Bên mình lỗi tất cả mọi thứ đều được đổi máy nha mọi người. Thôi hôm nay mình có một số máy giới thiệu cả mọi người luôn nha. Đầu tiên mình giới thiệu còn được một vài cây máy phun bóp mình giới thiệu trước nha. Cái này là cây A51 nha mọi người, màu đen còn một cây thôi. A51 này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 4 triệu rưỡi nha. Đây, A51. Máy 98% nha. Con này con Galaxy S10 Lite, máy đẹp 99 luôn. Con này thì phun bóp S10 Lite đây. Cái này thì bên mình bán với giá là 7 triệu 650 ngàn nha. Galaxy S10 Lite hàng chính hãng, bảo hành rất là dài luôn. Phun bóp đầy đủ phụ kiện riêng. Oppo A15 nha mọi người. Con này để tí mình giới thiệu. Con này con Redmi 7 nha. Redmi 7 này thì máy đẹp 99 luôn, len keng. Con này bên mình bán với giá là 4350 nha, Redmi 7 4350. RAM là 8 GB, chip Helio B90 nha, 95 nha, B95. Con này bạn bộ nhớ 128 GB, bên mình bán cái này với giá là 4350. Reno 3 nha, Reno 3 máy còn đẹp keng luôn. Cái này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 950 ngàn nha, máy đẹp keng. Oppo A15. Con này màn hình rất là to luôn nha. Màn hình con này cái cỡ tầm 6.8 inch. Ngoại hình thì tầm 97% nha. Nó cắn nhẹ chỗ đây, A15. Con này thì mới ra thôi nha mọi người. Mình đặt tay nó lên nha. A15. Con này thì ba camera sau nha. Màn hình khá là to luôn. Pin thì cũng khá là khỏe nha. Con này pin anh em xài thoải mái phải tầm hơn một ngày nha mọi người. RAM là 3 bộ nhớ trong 32 GB nha. Cái này bên mình bán với giá là 2 triệu rưỡi. Oppo A92, máy đẹp 98 thì bên mình sẽ bán với giá là 3750 nha mọi người. Còn máy đẹp 99 bên mình bán với giá là 38. Xiaomi Redmi Note 8 nha. Cây này thì 32 GB nha mọi người. Con này 32 GB RAM 3. Bên mình bán con này máy đẹp keng với giá là 2 triệu 450 ngàn nha. Máy còn đẹp keng luôn. Oppo Reno 4 nha. Con này màu đen, máy thì còn đẹp như mới luôn, 99% nha. Reno 4, Reno 4 này bên mình bán với giá là 4 triệu 850 ngàn nha. Máy đẹp keng 99. Samsung Note 10 5G nha mọi người. Con này thì bạn xách tay Hàn Quốc. Máy thì mắc áp rồi nha, nguyên zin. Con này bên mình bán với giá là 9 triệu 2 nha. Vivo V19 Neo nha, máy đẹp keng 98%. V19 Neo bên mình bán với giá là 3 triệu 750 ngàn thôi, máy đẹp keng. Oppo Reno 2 nha mọi người, màu đen. Reno 2 này thì bên mình bán với giá là 5 triệu 2 nha, máy còn đẹp lắm nha mọi người. RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB, chip 730, Reno 2. Con này thì màn hình AMOLED nha, vân tay trong màn hình. Camera trước trượt lên.
VinMax Star 4 nha mọi người. Con này thì bản RAM 4 1 nhớ 164 GB nha. Bên mình bán cái này với giá là 1 triệu 7 nha mọi người. 1 triệu 650 thôi, bản RAM 4. Samsung A71 nha, máy đẹp keng 99. A71 này thì còn bảo hành tới tháng 6 nha mọi người. Bên mình bán cái này với giá là 5 triệu 4. Máy tính bảng Galaxy Tab A with S Pen nha. Con này màn hình 8 inch. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 350. Và mình có một cây màu trắng nữa nha. Cây màu trắng này thì bên mình bán với giá là 3 triệu rưỡi nha mọi người. Máy mới của con này thì còn rất là cao luôn. Galaxy A80 nha. Con này tróc thủy nhẹ nha mọi người. Ngoại hình thì còn rất là đẹp luôn. Mặt lưng nó tróc thủy nhẹ nha. A80 này thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 2 nha mọi người. 4 triệu 2, mặt lưng nó tróc thủy rất là nhẹ thôi, ngoại hình thì còn rất là đẹp luôn nha. Vivo. Con này là Vivo Y12S nha. Con này bên mình bán với giá là 2 triệu 350 ngàn. Máy đẹp keng 99. RAM là 3 cũng như trong 32 GB. Y12S. Con này màn hình khá là to luôn nha. Màn hình con này tầm cỡ 6.7 6.8 inch. Vivo Y12S. Xiaomi Redmi Note 8 Pro nha. Máy còn đẹp leng keng luôn, 99 nha. Cái này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 4. Cái này RAM 6 bao nhiêu trong 64. Con này chip G90T nha. Con này tính game mà cực kỳ ok luôn. Xiaomi Redmi Note 9 nha mọi người. Redmi Note 9 này thì cái này là bản RAM 6 bao nhiêu trong 128 nha. Máy thì còn đẹp leng keng 99%. Còn Redmi Note 9 này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 850 ngàn. Galaxy S10 5G nha. Máy thì đẹp 98%, zin áp suất RAM 8 bao nhiêu trong 256, màn hình con này 6.8 inch nha. S10 5G này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 7 triệu. V19 Neo nha, con này mặt lưng hơi trầy trầy, bên mình bán cái này với giá là 3 triệu 650 ngàn. Máy đẹp keng thì bên mình sẽ bán với giá là 3850, máy đẹp 98 bên mình sẽ bán 3750 nha, V19 Neo. Còn này là Vivo Y50, máy đẹp keng 98%, bên mình sẽ bán Vivo Y50 này với mức giá là 3 triệu rưỡi nha. Y50 thì RAM 8 1 như trong 128, chip Snapdragon là 665. Còn này là con Vivo Y51, máy thì đẹp keng 99 nha. Cái này bên mình bán với giá là 4 triệu nha mọi người. Cái này là cây Vivo IQ Neo 3 RAM 8 bộ nhớ trong là 128 GB nha. Cây này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 7 triệu mốt nha mọi người. Cây này là cây Nokia 6.1 Plus. Con này thì RAM 4 bộ nhớ trong 64 nha. Con này thì bên mình sẽ bảo hành cho mọi người làm 1 tháng nha mọi người. Máy thì nguyên zin luôn. Bên mình bán cái này với giá là 1 triệu 450 ngàn nha. 6.1 Plus. Con này là con Mi 9SE nha. Mi 9SE này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 3 3 triệu 250. Chip Snapdragon là 712, RAM là 6 và nhớ trong 64 GB. Con này là con Redmi X7 Pro nha. Redmi X2 nha mọi người, sorry mọi người, Redmi X2 Pro. Con này RAM 6 và nhớ trong 64, ngoại hình thì còn rất là đẹp luôn, đẹp keng 99. Cái này bên mình bán với giá là 5 triệu 850 ngàn X2 Pro nha. Rồi thì dạo này không có hàng nữa đâu nha mọi người. Galaxy S9 Plus nha. Con này thì bản hàng RAM 6 bộ nhớ trong 256 GB, màn hình rất là đẹp luôn. Màn hình rất là đẹp, RAM 6 bộ nhớ trong 256. Con này đã thay nắp lưng nha mọi người. S9 Plus đã thay nắp lưng bản 256 GB. Cái này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 9 nha. S9 Plus 3 triệu 9. Cây là A92 nha, máy còn đẹp leng keng màu tím này bên mình bán với giá là 3 triệu 850 ngàn. Google Pixel 4XL bên mình bán với giá là 8 triệu 8 nha, máy thì đẹp như mới luôn. Vivo Y11 nha mọi người, Y11. Con này máy đẹp 98, 97, 98% nha. RAM 3 bình như trong 32, mặt lưng thì hơi trầy đây. Cây này bên mình bán với mức giá là 1 triệu 950 nha. Galaxy Note 10, máy đẹp 99, hàng chính hãng nha. Cây này thì bên mình bán với mức giá là
8 triệu tư. Oppo A53 nha mọi người, A53 thì vỏ nó hơi xấu. Cái này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 750 nha. Vivo V20 nha, máy đẹp keng 98% màu đen. Cái này bên mình bán với giá là 4 triệu 9. Galaxy S10. Con này bán hàng nha, máy Zen áp suất RAM 8 GB 128, ngoại hình được tầm 97%. Cái này bên mình bán với giá là 6 triệu 2 nha, S10. Samsung. Con này là con A20s RAM 3 GB. A20s này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 2 triệu 250. Samsung A31 nha, máy đẹp keng 9899. A31 này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 850 nha, máy còn rất là đẹp. iPhone 11 Pro nha. Con này pin 95, máy nguyên zin, zin áp suất luôn nha. 11 Pro này bên mình sẽ bán với giá là 15 triệu. Xiaomi Redmi Note 8 nha, con này bản RAM 4 GB. Bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 750 nha. Con này thì sườn nó dăm dăm tầm 98% nha. Đây là cái Winmax ROG 4 nha, RAM 3 bộ nhớ 64, máy thì đẹp 99%. ROG 4 này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 350. Con này là con Redmi C17, máy đẹp 99 nha. Con này pin rất là khỏe luôn, mình nhớ không lầm là pin con này tới 6.000 nha mọi người. RAM là 6 bộ nhớ 128. C17 này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 350 nha. Google Pixel 2XL, con này màn hình ám rất là nhẹ luôn, bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 9. Reno 3 nha, Reno 3 3 triệu 950, máy đẹp keng nha mọi người. Con này là con Galaxy Note 10, máy đẹp keng 99 nha, Galaxy Note 10 hàng chính hãng. Cái này bên mình bán với giá là 7 triệu rưỡi nha mọi người, 7 triệu rưỡi. Cái này thì nói chung là app nó còn nhảy rất là thấp luôn. Con này là con iPhone 11 nha, máy nguyên zin, đẹp 98% nha mọi người, zin app nha, pin 93. iPhone 11 này bên mình bán với giá là 12.2. iPhone 7 Plus 32 GB, hàng VN nha. Con này thì bảo hành chính hãng tới tháng 8 2021. Bên mình bán cái này với giá là 5 triệu 650 ngàn nha mọi người. XS Max màu gold nha, máy đẹp keng, bên mình bán với giá là 11 triệu rưỡi, pin thì còn 88 trở lên nha. Cái này là cái iPhone XS Max màu đen, máy đẹp keng, bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu. Còn máy trầy trầy sườn sườn này thì bên mình sẽ bán với giá là 10 triệu rưỡi nha. Hai cái iPhone 7 nha mọi người. Hai cái iPhone 7 này là quốc tế. Con này là bản 128 GB nha, mình vừa thay pin, pin còn 100% luôn, máy thì cam kết cho mọi người là zin 100% nha, men zin màng zin. Hai cây iPhone 7 7 này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 7 nha mọi người, 3 triệu 7 cho bản 128 GB, máy nguyên zin. iPhone X màu đen, men zin màng zin, iPhone X bên mình bán với giá là 7 triệu 3 nha. Con này là con iPhone 11 Pro Max màu trắng nha mọi người. Máy thì đẹp keng 99 luôn. Cây này là còn bảo hành Apple luôn nha, iPhone 11. Này, cây này 11 Pro Max này nha. Cây này thì pin còn 100%, máy còn bảo hành Apple, ngoại hình đẹp keng 99 màu trắng. Con này thì đã bán lốc nha, đã lên quốc tế. Cây này bên mình bán với giá là 16 triệu 2. Và mình có một cây cũng đẹp keng luôn, pin 88 nữa đây, cũng lên quốc tế luôn, bên mình bán với giá là 16 triệu. iPhone 8 Plus nha, men zin, con này thì mắc áp rồi, ngoại hình thì nó mẻ xíu ở chỗ đây nha, máy ngoại hình xấu. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 7 nha. Cây này cái XR 64 GB quốc tế, XR thì pin còn là 94, máy đẹp 99 luôn. XR bên mình sẽ bán với giá là 8 triệu 1 nha mọi người. Oppo A52 nha, Oppo A52 máy đẹp keng 99. A52 này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 7 nha mọi người. A52 máy đẹp như mới luôn. Cây Winmax ROG 3 nha, bản RAM là 3 GB.
này RAM 3GB nha, máy đẹp 99, bên mình bán với giá là 1.850.000. Redmi XT nha, máy đẹp 99 luôn, Redmi XT. Bên mình bán với giá là 3.650.000 nha, Redmi XT. Xiaomi K30 Ultra, máy đẹp 99, bên mình bán với giá là 6 triệu tư nha mọi người, K30 Ultra. Oppo A93 nha, máy đẹp 99 luôn, A93 thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 850. Vivo V20 nha, màu xanh tím, máy đẹp như mới luôn. V20 này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 150 ngàn. Cái này cái VinMark Aris Pro nha mọi người. Aris Pro bên mình bán với giá là 4 triệu 850 ngàn nha. Đây Redmi Note 9S. RAM 6 bộ nhớ trong 128 nha, Note 9S. Bên mình bán với giá là 3 triệu 850 ngàn nha. Và đây cũng là cái Note 9S luôn, bên mình bán giá 3 triệu 850 ngàn, RAM 6 của như trong 128 GB nha. Rồi, hôm nay mình có một số máy giới thiệu tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình. Anh em coi video thì nhớ cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người.